Kinh Bát Nhã Ba La Mật, mở ngoặc đơn, Mahaprajnaparamitasacca, tác giả, Nagarjuna, Long Thọ, dịch Vạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập Dịch Hán Gia Việt, Thích Chí Tịnh, phẩm biến học, thứ 74, Ngài Tu Bồ Đề Thưa, Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát đó thành tựu đại trí huệ hành pháp rất sâu đó mà cũng chẳng hưởng thọ quả báo. Đức Phật phán dạy, đúng như vậy, này Tu Bồ Đề. Đại Bồ Tát thành tựu đại trí huệ hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa đó cũng chẳng thọ lấy quả báo. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát đó ở trong các pháp tánh bất động. Bạch Đức Thế Tôn, trong các pháp tánh gì bất động? Này Tu Bồ Đề, trong tánh vô sở hữu bất động, trong tánh sắc bất động, trong tánh thọ tưởng hành thức bất động, trong tánh đàn na ba la mật bất động, trong tánh thi la ba la mật đến tánh Bát Nhã Ba La Mật bất động. Trong tánh tứ thiền, tánh tứ vô lượng tâm, tánh vô sắc định bất động. Trong tánh tứ niệm xứ đến tánh bát thánh đạo phần bất động. Trong tánh tam tam muội, tánh đại từ đại bi bất động. Tại sao vậy? Vì các pháp tánh đó chính là vô sở hữu. Vì pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, pháp sở hữu có thể được pháp sở hữu chăng? Này Tu Bồ Đề, không. Bạch Đức Thế Tôn, pháp sở hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? Này Tu Bồ Đề, không. Bạch Đức Thế Tôn, pháp vô sở hữu có được pháp vô sở hữu chăng? Này Tu Bồ Đề, không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu. Pháp sở hữu chẳng có thể được pháp sở hữu. Pháp sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, pháp sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, pháp vô sở hữu chẳng có thể được pháp vô sở hữu, phải chăng Đức Thế Tôn chẳng được đạo? Này Tu Bồ Đề, có được chẳng do bốn câu đó. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là có được? Này Tu Bồ Đề, chẳng phải sở hữu, chẳng phải không sở hữu, không các hí luận, đó gọi là được đạo. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là Đại Bồ Tát hí luận? Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát quan niệm sắc hoặc là thường hoặc là vô thường, đó là hí luận. Quan niệm thọ tưởng, hành thức là thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quan niệm sắc là khổ hoặc lạc, đó là hí luận. Quan niệm thọ tưởng, hành thức là khổ hoặc lạc, đó là hí luận. Quan niệm sắc là ngã, là vô ngã, đó là hí luận. Quan niệm thọ tưởng, hành thức là ngã, là vô ngã, đó là hí luận. Quan niệm sắc là tịch diệt hoặc chẳng tịch diệt, đó là hí luận. Quan niệm thọ tưởng, hành thức tịch diệt hoặc chẳng tịch diệt, đó là hí luận. Quan niệm khổ thánh đế phải thấy, tập thánh đế phải dứt, diệt thánh đế phải chứng, đạo thánh đế phải tu, đó là hí luận. Quan niệm phải tu tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, đó là hí luận. Quan niệm phải tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo phần, đó là hí luận. Quan niệm phải tu không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn, đó là hí luận. Quan niệm phải tu bát bội xả cửu thứ đệ định, đó là hí luận. Quan niệm tôi phải hơn quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả ana hàm, quả a la hán, đạo bích chi Phật, đó là hí luận. Tôi phải trọn vẹn Bồ Tát thập địa, đó là hí luận. Tôi phải nhập Bồ Tát vị, đó là hí luận. Tôi phải tịnh Phật quốc độ, đó là hí luận. Tôi phải thành tựu chúng sanh, đó là hí luận. Tôi phải phát sanh Phật thập lực tứ vô sở úy tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, đó là hí luận. Tôi sẽ được nhất thiết chủng trí, đó là hí luận. Tôi sẽ dứt tập khí tất cả phiền não, đó là hí luận. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đó lúc hành Bát Nhã Ba La Mật vì sắc thọ tưởng hành thức nhẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng hí luận được nên chẳng hí luận. Tại sao vậy? Tánh chẳng hí luận tánh, vô tánh chẳng hí luận vô tánh. Rời ngoài tánh và vô tánh không còn pháp gì có thể được để gọi là kẻ hí luận, là pháp hí luận và chỗ hí luận. Thế nên, này Tu Bồ Đề, sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí không hí luận. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải hành vô hí luận Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là sắc chẳng hí luận được, nhẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng hí luận được? Này Tu Bồ Đề, sắc tánh không, nhẫn đến nhất thiết chủng trí tánh không? Nếu pháp tánh không tức là không hí luận, vì thế nên sắc nhẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng hí luận được. Này Tu Bồ Đề,
Nếu Đại Bồ Tát hay hành vô hí luận bát nhã ba la mật như vậy thì liền được nhập Bồ Tát vị. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Pháp không có tánh, Bồ Tát hành đạo gì mà nhập Bồ Tát vị? Dùng thanh văn đạo, dùng bích chi đạo hay dùng Phật đạo? Này Tu Bồ Đề, chẳng dùng thanh văn đạo, chẳng dùng bích chi Phật đạo, chẳng dùng Phật đạo mà được vào Bồ Tát vị. Đại Bồ Tát học khắp các đạo mà được vào Bồ Tát vị. Này Tu Bồ Đề, như Bát Nhơn trước học các đạo rồi sau mới vào chánh vị, chưa được quả mà trước sanh đạo của quả. Cũng vậy, Bồ Tát trước học khắp các đạo rồi sau mới nhập Bồ Tát vị, chưa được nhất thiết trùng trí mà trước sanh khởi kim cang tam muội. Bấy giờ dùng một niệm tương ứng huệ được nhất thiết trùng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát học khắp các đạo nhập Bồ Tát vị, vậy thì Bát Nhơn hướng Tu Đà Hoàn được Tu Đà Hoàn, hướng Tư Đà Hàm được Tư Đà Hàm, hướng Đại Bồ Tát Na Hàm được An Na Hàm, hướng A La Hán được A La Hán, bích chi Phật đạo, Phật đạo. Các đạo như vậy đều riêng khác. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát học khắp các đạo rồi sau nhập Bồ Tát vị, Bồ Tát này nếu sanh bát đạo lẽ ra phải làm Bát Nhơn. Nếu sanh kiến đạo lẽ ra phải làm Tu Đà Hoàn, nếu sanh tư duy đạo lẽ ra phải làm Tư Đà Hàm, A Na Hàm, là A La Hán, nếu sanh bích chi Phật đạo lẽ ra phải làm bích chi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát mà làm Bát Nhơn rồi sau nhập Bồ Tát vị thì không bao giờ có. Chẳng nhập Bồ Tát vị mà được nhất thiết trùng trí cũng không bao giờ có. Nếu Đại Bồ Tát mà làm Tu Đà Hoàn nhẫn đến làm bích chi Phật rồi sau nhập Bồ Tát vị cũng không bao giờ có. Chẳng nhập Bồ Tát vị mà được nhất thiết trùng trí cũng không bao giờ có. Bạch Đức Thế Tôn, tôi phải nên biết thế nào về Đại Bồ Tát khắp học các đạo được nhập Bồ Tát vị? Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát mà làm Bát Nhơn, được quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến được quả A-La-Hán, được quả bích chi Phật đạo rồi sau nhập Bồ Tát vị, không bao giờ có. Chẳng nhập Bồ Tát vị mà được nhất thiết trùng trí cũng không bao giờ có. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm hành sáu ba la mật dùng trí quán tâm địa. Những gì là tám? Đó là càn huệ địa, tánh địa, bát nhơn địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa và bích chi Phật địa, dùng đạo trùng trí nhập Bồ Tát vị. Sau khi đã nhập Bồ Tát vị, dùng nhất thiết trùng trí dứt tất cả tập khí phiền não. Này Tu Bồ Đề, hoặc là trí, hoặc là đoạn của bậc Bát Nhơn, của bậc Tu Đà Hoàn, nhẫn đến hoặc là trí hoặc là đoạn của A-La-Hán, của bích chi Phật đều là vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát đó. Bồ Tát đó học đạo thanh văn, đạo bích chi Phật như vậy, dùng đạo trùng trí nhập Bồ Tát vị. Nhập Bồ Tát vị rồi dùng nhất thiết trùng trí dứt tất cả tập khí phiền não được Phật đạo. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát hoặc khắp các đạo đầy đủ thì được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề rồi thì lợi ích tất cả chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, đạo của Đức Thế Tôn tuyên nói, thanh văn đạo, bích chi Phật đạo và Phật đạo. Những gì là đạo trùng trí của Bồ Tát? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát phải sanh khởi tất cả đạo trùng tịnh trí. Những gì đạo trùng tịnh trí? Như tướng mạo các pháp, những pháp có thể hiển thị được, Bồ Tát phải tránh chi. Đã tránh chi rồi vì người khác mà diễn thuyết khai thị, làm cho chúng sanh được hiểu. Đại Bồ Tát này phải hiểu tất cả âm thanh ngữ ngôn. Dùng âm thanh đó mà thuyết pháp khắp cùng đại thiên thế giới dường như tiếng vang. Vì thế nên, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát trước phải học đầy đủ tất cả đạo, đạo trí đầy đủ rồi phân biệt biết thâm tâm của chúng sanh. Đó là chúng sanh địa ngục đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục súc sanh, ngạ quỷ nhơn, địa ngục súc sanh, ngạ quỷ quả, Bồ Tát phải biết, phải ngăn. Long thần, A-tu-la, bát bộ đạo nhơn và quả, Bồ Tát phải biết, phải ngăn. Nhơn, thiên đạo nhơn và quả, Bồ Tát phải biết. Tứ niệm xứ đến bát thánh đạo phần nhơn và quả, Bồ Tát phải biết. Không, vô tướng, vô tác giải thoát môn, Phật thập lực tứ vô sở úy tứ vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi nhơn và quả, Bồ Tát phải biết. Bồ Tát dùng đạo này làm cho chúng sanh nhập quả Tu Đà Hoàn đến quả A-La-Hán, nhập đạo bích chi Phật và đạo vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đó gọi là tịnh đạo trùng trí của Đại Bồ Tát. Bồ Tát học đạo trùng trí này rồi vào tướng thâm tâm của chúng sanh. Vào xong, tùy theo tâm của chúng sanh mà thuyết pháp đúng chỗ, lời nói chẳng luống. Tại sao vậy?
Vì Đại Bồ Tát đó khéo biết căn tướng của chúng sanh, khéo biết tâm và tâm sở của tất cả chúng sanh, sống chết đi về đâu. Này Tu Bồ Đề, phải hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Tại sao? Vì tất cả pháp hành, tất cả pháp trợ đạo đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật mà chư Đại Bồ Tát, chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật phải hành. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tứ niệm xứ đến vô thượng Bồ Đề, tất cả pháp đó đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, là nhất tướng, đó là vô tướng, thì những pháp trợ,